Dạ, em tên là Trinh, năm nay em 23 tuổi. Ngọc Trinh nữ á phải không? Dạ. Trinh đang làm việc ở đâu? Dạ, em là kỹ thuật viên gây mê hồi sức của bệnh viện Phụ sản Mê Công. Rồi, mời bạn nam của chúng ta bước ra sân khấu đi. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Mời bạn ngồi. Bên kia là cô Trinh, 23 tuổi, làm gây mê hồi sức. Bạn tên gì? À, em tên là Huỳnh Công Minh, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên hàng không. Cụ thể là bạn làm việc gì? À, em làm an ninh sân bay. An ninh sân bay hả? Dạ, an ninh chắc là cao to lắm đúng không? Cao. Em nói xíu rồi chị ơi. An ninh sân bay ngày nào bạn cũng gặp biết bao nhiêu người ra. Dạ, bữa mới gặp anh xong á. Mới gặp hả? Dạ đúng rồi. Có cho tôi vô không? Có. Có xét gì không? Không. Ờ, bạn Trinh ơi, bạn thì nói là làm cái mê hồi sức mà tôi dòm cái bên ngoài sao nó không có ăn nhậu gì với cái công việc mà đang làm hết trơn vậy? Dạ, nghề nó chọn mình chứ không phải nó nghề nó chọn ngoại hình đâu chị. Trong đầu mình cứ nghĩ làm trong bệnh viện người cái nhỏ nhắn ha, bạn là rất là nhìn rất y như là hot girl vậy đó ha, cao to bự như là người mẫu vậy ha. Em thì nhỏ lớn giờ em dậy á chị. Rồi hồi nhỏ lớn dậy là có nhiều bạn trai không? Bạn trai nhiều người yêu cũng có chị. Vậy hả? Rồi mình ở không là bao lâu rồi? Gần 2 năm. 2 năm. Bạn có đi sân bay lần nào chưa? Dạ có được 1-2 lần. Bạn có gặp an ninh sân bay chưa? Dạ chưa, em không có làm gì phi pháp cận an ninh sân đâu bay. Đâu có, bạn phải qua cửa an ninh chứ. Bạn thấy mấy chàng an ninh mà cầm mấy cây rà vô người bạn á. À, cái anh rà rà hả? Ừ, anh rà rà đó. Em gặp anh rà rà được 2 lần. Bên kia cái công việc của người ta hàng ngày là người ta đứng rà rà. Còn bạn, công việc hàng ngày của bạn, cái gây mê hồi sức đó là sao, bạn nói rõ cho mọi người. Dạ, công việc của em là gây mê bệnh nhân rồi muốn làm gì làm. Là mình điều khiển cái đó được? Dạ được. Người ta không cần mổ hết trơn mà mình thích người ta mê cái là mình cũng cho người ta mê luôn. Cái đó làm được là em đâu có ngồi đây chị. Rồi hiện giờ em sống trong gia đình, em sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ chị hai. Ba mẹ chị hai. Chị hai có gia đình chưa? Dạ chưa. Rồi làm sao em biết cái chương trình mà em đến với tham gia chương trình của mình? Thật ra là có, hồi đó có một anh tìm hiểu em, anh nói là em ơi cái chương trình này hay lắm em coi đi. Cái hai đứa không tới được với nhau, cái em đăng ký tham gia luôn. Rồi, ngày nào bạn cũng đứng ở ngay cửa hàng không đó, an ninh đó. Biết bao nhiêu cô tiếp viên xinh đẹp đi qua. Dạ. Bạn cũng đẹp trai vậy. Mà sao ế đến đây là sao? Không, gặp tiếp ai cũng ra mà không thôi, không có làm gì hết trơn á. Sao ngắm? Thì ngắm thôi. Ngắm ngày nào cũng ngắm vậy đó hả? Dạ đúng rồi, ngắm thôi. Ngắm ngang ngắm thôi. Không? Dạ giờ ngắm nhiều quá biết là nó bình thường rồi, nó trai rồi. Bây giờ bạn thích bạn gái của bạn là người như thế nào? Con người là dễ thương, rồi dịu dàng, rồi vui vẻ với mọi người. Cao thấp mập ốm. Em 1m7, thấp hơn em xíu khoảng 1m6. Bây giờ bạn thích, không thích cái gì ở người phụ nữ? Em sợ là phụ nữ là đanh đá quá anh. Đanh đá rồi gì nữa? Hết rồi. Sao bạn chớp chớp dữ vậy? Hả? Bạn tự giới thiệu về mình coi. Sao? Dạ em không đanh đá nhưng mà em hơi lanh chút thôi ạ. À, lanh là khác mà đanh đá là khác. Bây giờ cái mẫu bạn trai của em sao, em muốn cái người sao thì em mới chịu gây mê? Khi mà em ăn dài cao gót là cao hơn em là được. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m6. Được rồi. À, không da trưởng, không chê mập. Không gì? Không chê em mập. Em hơi tròn thôi chứ em không có mập. Chịu đựng được giọng ca của em. Hả? Giọng ca làm sao em? Tại vì em ca không có hay mà em rất là hay ca. Thì bây giờ thử người ta mới biết có chịu đựng được hay không chứ. Em xin hát bài Qua Đêm Nay. Rồi. Không biết qua nổi không nha. Qua đêm nay sóng gió sẽ bay về với mây ngàn. Dề lên yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Rồi như đó đủ rồi. Như đó đủ rồi. Hiểu giọng hát rồi ha. Bây giờ bạn cảm nhận giọng hát thế nào, bạn nói chịu đựng được không? Dạ được anh. Được đúng không? Dạ được. Không? Dễ thương chứ bộ. Bây giờ hỏi nè, hỏi bạn trai bên kia rủi nhưng mà hai bên đồng ý cưới nhau thì giờ bạn lấy vợ và ở đâu? Dạ ở nhà em à. Ở nhà sân bay. Sân bay luôn à. Đông không? Không đông lắm anh. Không đông lắm là bao nhiêu? Nói chung ba mẹ anh chị. Anh chị ruột hay là anh ruột? Ủa chưa có ai có gia đình hết hả? Dạ có một chị thì có gia đình rồi, còn anh sinh đôi thì chưa có. Đâu? Có anh sinh đôi nữa hả? Dạ đúng. Vậy rồi. Mình nhìn anh sinh đôi là mình biết người đó bên kia là sao rồi? Đâu anh sinh đôi đâu? Rồi. Anh sinh đôi là anh nào đâu? Rồi.
Dạ em chào anh Quyền Linh và anh chào chị Cát Tường. Em tên là Huỳnh Công Phước. Em là anh em sinh đôi với bạn Minh. Bạn có bạn gái chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Sao đợt tới đăng ký tham gia chương trình luôn nghe. Để em trai em chơi trước, em chơi sau. Ủa hai anh em có giống nhau không? Nhìn hao hao giống rồi chứ không có giống. Hao hao đó hả? Em của em có đẹp được như em không? Em của em đẹp hơn em. Ờ vậy hả? Mừng quá. Thôi được rồi, thấy về đẹp trai rồi, hỏi hoài. Hai anh em chọn ai? Em không thấy được anh đó luôn. Không thấy luôn hả? Cái má cái bàn sao thấy được? Đúng rồi, thấy mất hấp dẫn đúng không? Dạ. Hai anh em đẹp trai lắm. Không có giờ vậy đi. Bây giờ chị anh là em được không? Chứ chị bằng chị. Để tôi qua tôi coi. Chào chị. Nghe nói chưa đừng có nhìn. Ủa, nữa. Không có giống lắm ơi. Thất vọng hả chị? Không có giống lắm ơi. Gì thất vọng? Rồi, ai đẹp hơn ai cô? Tôi lựa trước rồi tôi chừa lại cho cô một người. Tôi lanh quá à. Chào em. Chào chị. Bạn tên gì? Em wow. Minh. Dạ chào Minh. Dạ chào chị. Minh khỏe không? Dạ khỏe. Chưa thấy bà Mai là phải lắng lơ cho bà này chứ. Khỏe. Dạ. Khỏe mới đi làm mai làm mối cho người ta được. Nhưng mà Tường còn độc thân. Được rồi, bên đây cao 1m6. Hơi tròn tí nhưng mặt cũng rất là xinh. Dạ. Không sao, về bỏ đói mấy bữa là coi như được hả? Chị. Tướng này bỏ đói mấy bữa là người mẫu luôn á. Dạ. Nha, còn nếu mà nhà cảm thấy không được nữa thì qua chị. Dạ. Chị quay em có ưu điểm em chị. Ưu điểm gì? Ăn son, ăn phấn, ăn ảnh, ăn hàng. Em Phước đứng đây Phước. Quay đây cho người ta nhìn mặt nè. Lên đây đứng luôn đi. Thấy đẹp gái không? Ưng không? Với em. Ưng giùm không? Dạ ưng anh. Ưng rồi đúng không? Kêu đi. Anh hai. Rồi. Ngon rồi. Khoan, trước khi nhìn cái bạn bên cái rèm thì thấy anh hai của bạn sao? Dạ cao to được. Còn đẹp trai hơn. Cố gắng nữa. Nha. Không cá ở đây là nhiều người ta ngắm nghía lắm á. Dạ. Kéo màn lên đi. Kéo màn lên đi. Cặp này làm xôm quá. Cái mốt đi mà có anh chị rồi chương trình mà ai tham gia anh chị anh rồi đẹp trai rồi nhớ dắt theo nha. Rồi chúng ta có 2 phút. Em chào anh. Chào em. Thường là em hay đi chơi đâu? Mục tiêu của em là 1 năm du lịch trong nước một lần, 2 năm du lịch trong nước, 2 năm cách 2 năm sẽ đi du lịch ngoài nước. Anh cũng thích đi lắm á, nhưng mà tại vì thời gian á không có nhiều. Thường là đi thường đi với anh trai mà chứ không có đi với ai hết trơn á. Trước giờ đi học là cấp 1, cấp 2, 3 là học chung. Đi đâu cũng chung á, nhiều khi tắm cũng chung luôn. Có đi chơi người yêu chung luôn không anh? Không, chị nói thì không. Bạn bè cũng không. Như nữa anh về anh rà hoài, em có ghen không? Còn mới coi lại anh rà mà có để ý không đó anh. Bây giờ em muốn gây mê ảnh chưa? Đứng lên Ủa rà phải xác vậy hả anh? Đúng không em? Rà sao không rà thử anh coi coi. Rà trước kia lại phải dơ với hai tay lên kìa. Hai tay lên. Quay cái mặt thẳng ra. Thẳng ra. Rồi rà cho đúng kiểu nha. Bay coi mà không được là chết đó nha. Rồi. Rồi xong. Rồi bây giờ trải cây này lại. Dạ dạ. Đứng đó. Em cầm này lại, này là cây kim. Bây giờ em gây mê, em gây sao em gây coi. Gây đúng kỹ thuật nha. 2, 3. Đừng là. Chích gây mê, 1, 2. Em phải nắm tay mới chứ. Đúng rồi, muốn nắm thì nắm đi chứ. Chích vô đâu mà nắm tay? Chích đây nè anh. Đâu phải, chích vô đây nè. Rồi ngồi xuống tôi cái đi. Hồi nãy bạn rà và có thấy tín hiệu gì không? Sắp nghe. Nãy bạn ấy rà em có thấy gì, cảm giác gì không? Thấy ngại. Thấy ngại vô sân bay rà có gì đâu ngại. Sân bay khác, đây khác. Em có muốn gây mê anh này không? Lúc đầu thì không biết nhưng mà giờ thì muốn rồi đó. Hết giờ. Rồi, đặt tay ra phía sau đi. Mốt tôi nhớ tôi đi sân bay đừng có rà nha. Rà các tường kìa, các tường rà vô tiếp. 1. Suy nghĩ kỹ rồi nhấn nút nha, rồi cơ hội rà với gây mê. 2. Ho chứ chưa có đêm. 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn, trai tài gái sắc đây.
À, em năm nay 28 tuổi. 28? Có chồng chưa? À, có bầu chưa? Có, sao em dám đến đây được? Làm nghề gì? Em kinh doanh. Kinh doanh tên là gì? Sản xuất hàng thời trang anh. Em tên sản xuất hàng thời trang. Em tên là Thiên Lộc. Thiên Lộc. Rồi, tên rất là dễ nhớ ha. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ chúng ta bước ra phía trước. Đây, mời em ngồi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh cùng chào tất bạn. Cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phượng. Năm nay em 25 tuổi. Phượng đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm thư ký cho dự án của công ty xây dựng ạ. Rồi, 25 tuổi. Dạ. Mà xinh xắn như vậy, tại sao không có bạn trai? Tại kén chọn thôi. Đừng có vô duyên để hỏi người ta. Dạ, không có kén anh Linh. Đó. Không kén sao giờ 25 tuổi chưa có người yêu? Em chỉ đang trong giai đoạn cân nhắc và lựa chọn. Cân nhắc lựa chọn. Vậy thì cái tiêu chuẩn để mà em lựa chọn là như thế nào? Em nhìn có đôi guốc này nó cao thôi chứ em lùn xuống à. Nên em chọn mấy bạn nam ít nhất là phải cao 1m7 trở lên. Đấy, 1m6, 1m5 cũng được, miễn sao tao yêu mình được rồi. Có 1m6 rồi chị Tường ơi. Để người ta kén chọn rồi còn tiêu chuẩn gì nữa? Có chỉ cầu tiến á chị. Rồi, thích bao nhiêu tuổi? Nằm trong hai độ tuổi 85 hoặc là 86. Lý do? Dạ, tại vì em hợp với hai tuổi đó. Trời đất ơi. Là sao? Em tuổi gì? Em Canh Ngọ. Dạ. 85, 86 là con gì? Dạ, tuổi Sửu với tuổi Dần. Đi coi thầy á hả? Dạ không có coi chị. Nói chung là em chỉ hợp với hai tuổi đó thôi à. Sao em biết? Coi sách. Hồi đó giờ em có quen, em có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ chưa. Ủa bạn trai bên kia tuổi con gì? Có 87. 86. Rồi vô. Vô. Vô luôn. 87 là tôi mời đi về nha. Dạ 86 được chưa? Tuổi được nhưng mà cái đó chưa phải quyết định chị, còn tính tình nữa. Rồi thấy không? Rồi, khó chịu tục. Nữa. Rồi còn gì kén nữa không? Quá em ơi. Quá kén luôn. Kén mà không có kén. Rồi bây giờ bản thân em là em có cái điểm mạnh gì mà em tự tin dữ vậy? Dạ em nói gì rồi, em không có kén, em chỉ đang cân nhắc. Rồi cân nhắc, cân nhắc. Mà hiện giờ có bao nhiêu đối tượng để cân nhắc rồi? Dạ. Nói đi. Cũng khá khá. Mà chưa có ai vô chung kết xếp hạng hết. Dạ chưa. Bữa nay tuyển thẳng vô vòng trong luôn nè. Khá khá rồi, nó khá khá rồi nha. Có gì đặc biệt mới tuyển được chứ chị. Bạn Nam ơi, bạn có cái gì đặc biệt không? Đầy luôn. Đầy luôn, giới thiệu vài cái bên đây nghe sợ chơi coi. Thường thôi, cầu tiến có, chiều cao có. Nhiêu? 1m7 à. Rồi được rồi. Đẹp không? Em thích đẹp lắm chị. Đẹp không? Đẹp bao luôn. Sao cái chữ không đẹp mà nhỏ xíu vậy? Tự tin đẹp xong đẹp. Nói khiêm tốn vậy thôi chứ đây đẹp. Chốt cho người ta bất ngờ anh. Đúng rồi, bây giờ mình đó là yêu cầu vậy đó. Còn nhưng bạn mà... yêu cầu gì không? Bạn gái cũng phải nói chung là chút lanh lợi. Quá lanh. Quá lanh luôn. Nói nhiều. Quá nhiều luôn. Có chút nhõng nhẽo. Quá nhõng. À, có à. Có không? Từ từ đi biết. Từ từ đi rồi biết là từ biết từ rồi đó. Nghe gì nữa em? Bạn có ham thích kinh doanh không? Kinh doanh gì mới được? Đầm thời trang. Đầm thời trang. Dạ cái đó được. Ủa con trai tự nhiên lo may đầm cho con gái hả? Công việc đó của gia đình. Bạn có may không? Không, em không có may. Ủa nhưng mà sao thấy em đơn giản đó vậy? Cái gì em cũng được hết mà sao em ế? Hụt mấy lần rồi giờ ế luôn. Mấy lần là mấy lần? 3 lần rồi. Ủa tại sao hụt? Tại cầu tiến. Lo đi làm không mà bỏ người yêu giận, người yêu đi lấy chồng. Bán áo đầm được bao lâu rồi? Mới có nửa năm mà chị ơi. Để dành được nhiêu tiền rồi? Cũng đủ mua đất mua nhà rồi. Thì câu hỏi cuối cùng là không thích cái gì ở bạn trai của mình? Gia trưởng chị. Gia trưởng. Bảo thủ. Bảo thủ. Dạ. Bạn trai bên kia có gia trưởng không? Bên em rất là thoải mái chị ơi. Rồi bây giờ bên đây nếu mà yêu cầu cưới liền thì đáp ứng được không? Cưới liền. Cưới liền luôn chị ơi. Bạn không thích điều gì ở người phụ nữ? Không được sạch sẽ lắm. Tự dơ làm gì có. Cái thứ hai là làm biến. Cái thứ ba là không chân thật trong tình yêu. Trời, có làm biến không? Bạn tự cảm nhận. Dạ em tự nhận xét là mình không phải người làm biến. Em ghét ở dơ lắm. Rồi vậy bạn trai, bây giờ bạn thích cho bạn gái điểm gì? Bạn tôi qua tôi coi được không nè. Nói chung là vui vẻ. Vui. Cởi mở. Rồi. Có khiếu thẩm mỹ. Biết làm đẹp. Sao nhiều quá vậy? Bạn có thần tượng ai không? Có cái mẫu người lý tưởng nào đưa ra cho nó dễ hình dung không? Những người phụ nữ hiện đại. Hiện đại không? Dạ. Qua coi mặt ha. Dạ. Chào chị. Cao 1m7 hả? 1m7 đúng luôn á chị. Có tiền lấy vợ là đúng không? Dạ được. Kinh doanh đang thành công? Cũng được. Lấy cứu nhau, nồng. Lấy nhau về ở đâu? Ở nhà ba mẹ. Ở nhà ba mẹ. Tại vì nhà về ba mẹ còn có mình ba mẹ à. Còn rồi. Một á. Rủi về ba mẹ không chịu thì sao? Ba mẹ cưng con dâu lắm. Cưng lắm. Nhất là nhõng nhẽo á. Cưng lắm. Cưng lắm. Tại có một lần rồi. Bé này. Cái gì vậy trời? Để tôi khai thác coi. Bé này nhõng nhẽo lắm.
về mẹ chồng cưng. Phải không? Nhưng mà nó làm điệu lắm, có thích gái đi làm điệu đẹp đồ không? Công việc của em là làm đẹp cho phụ nữ. Thành ra là trước khi mà làm đẹp cho người ta thì làm đẹp cho người yêu mình, cho vợ mình. Giờ hỏi câu cuối nè, kinh doanh đầm đúng không? Đúng. Đầm mới về là cho vợ bận trước hay là bán ế cái nào mới cho vợ mặc cái đó? Cho vợ mặc trước vậy, đẹp rồi em mới đem đi bán. À, vậy được rồi đó, thấy được rồi đó, mà không biết bên đây được hay không à. Được không? Đẹp trai không hả? Trời ơi, khó nói quá. Cái đẹp này nhiều khi có người thấy đẹp và người thấy không đẹp. Giờ hỏi tôi sao tôi biết được được trời. Chào anh. Chào em. Lanh dữ rồi nha. Đẹp cỡ Nguyên Linh vậy đó. Lanh bình thường. Ở bên đây mà trả treo tôi bên kia. Đâu dám trả treo đâu. Trời ơi, thấy ghét không? Ta thắc mắc con câu, hỏi bên kia đẹp trai không? Hả? Đẹp trai không? Đẹp trai. Bao ăn luôn. Ôi, bao ăn luôn. Giống như sầu riêng hộp lép vậy. Bạn thích trai đẹp không? Nói thì nói vui là thích vậy thôi anh. Nhưng mà quan trọng là ngoài cái đẹp đó ra còn nhiều thứ quyết định lắm, nhất là tính cách. Ông làm kén tròn vậy đó. Nói về cái mặt mù sò. Vậy là hiểu anh Linh à? Em muốn lấy chồng rồi. Hả? Trên mặt em chỗ nào có lấy chồng anh? Rõ thấy không? Đã theo dễ sợ, tao nói nhỏ đây cũng kêu nó cũng nghe nữa. Rồi bây giờ á, kéo màn lên cho hai người gặp nhau đi. Cặp này lanh lắm nè. Dễ thương lắm. Lanh lắm. Hả? Cảm giác sao? Giọng nói mình nó thấy sao? Dễ thương lắm anh. Thương không có dễ đâu cưng. Rồi khoan, từ từ. Khoan hoài, cho người ta nhìn đi, khoan hoài. Chào anh. Chào Phượng. Mình có món quà tặng bạn làm kỷ niệm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh có thể đeo được cho em không? Hả? Dạ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Anh mong là sau lần này thì ngày này năm sau á, dài dài nữa anh có cơ hội tặng em được nữa, được không? Dạ, đẹp. Rồi, phải rồi, mũm mỉm rồi, cười rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Qua đây nè em. Em hỏi đi. Dạ, anh có muốn gì anh hỏi đi. Anh thì không có hỏi gì hết á. Anh thấy tối nay em rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Tối đầu tối trời, chưa có tối mà. Chiều. Sao nắng em lanh lắm mà bây giờ em... Thì lanh tùy chỗ thôi, đâu phải lúc nào cũng lanh. Gặp anh là đứng hình được không? Thôi thôi, ngày đó không chắc anh ơi. Anh thì thật sự thì không có đẹp trai như là cái mẫu người của em. Nhưng mà khi mà quen anh thì có nhiều cái để anh bù lại cái đó lắm. Ví dụ mình ví dụ ơi. Như là anh rất là thương người yêu. Dạ. Nghĩ về người yêu. Và anh sống rất là có cái trách nhiệm. Em nghĩ là người đàn ông có trách nhiệm là rất là tốt. Em không thích mấy người không có trách nhiệm với gia đình. Và cái cảm nhận đầu tiên nhìn thấy anh sao? Anh khá là lanh. Trong tương lai thì em nghĩ anh có thể làm người yêu của em được không? Cái này chuyện tương lai thì phải để tương lai quyết định chứ anh. Thì theo cái mẫu người yêu lý tưởng của em á thì ảnh có được hay không? Có tiềm năng có không? Tiềm năng á. Dạ, dạ tiềm năng. Vậy mình nhấn nút nha. Trời trắng trọn vậy luôn. Không, anh thì cũng thật sự thì cũng rất là thẳng thắn, thích dạ. Thẳng thắn rồi. Dạ. Hỏi gì ảnh hỏi đi. Dạ em không hỏi đâu chị. Nhìn không mà. Cảm nhận ảnh thế nào? Dạ cũng duyên. Hai người nhìn thẳng vô mắt nhau kìa. Ưng chưa, tuổi vậy là hợp nhìn chưa? Con sao tôi cho nhấn nút, hai người nhìn đi. Nhìn nè. Cô phải lanh giờ mới mất cỡ kìa. Đó hả? Cái này chắc điện thốt rồi anh ơi. Đỏ luôn kìa. Da đen lắm, không sợ đỏ. Rồi bây giờ hỏi được rồi, chừng nào cưới? Dạ. Em có gấp chuyện đó không? Dạ không. Anh gấp lắm á. Thấy có xét đánh chưa? Dạ không. Không hả? Dạ. Bên kia xét đánh chưa? Nãy giờ em run quá, giờ em không biết là xét hay là mình run nữa. Bảo luôn rồi. Hết giờ. Rồi, bây giờ để tay ra sau đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Một. Khoan. Cho em nói một câu. Nhấn phong. Không. Sau mấy phút trải nghiệm, bây giờ là lúc lắng động. Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Sau ý này... anh là kêu em đừng nhấn hay nhấn? Nhấn đi. 2 3. Cái này tôi phỏng vấn chút xíu coi. Chị á, là cái cảm nhận của phụ nữ đó. Yeah. Em phải nói thiệt, nãy giờ là em định không có bấm đúng không? Cái này mình để bí mật đi chị. Nhìn tôi nhìn thấy trúng tim gan người ta, đàn ông đàng hoàng nghiêm chỉnh đó. Yeah. Em không bấm là chị cũng bấm nữa. Bởi em biết chị bấm nên em bấm đó, thấy không? Đó, bấm rồi thì phải giữ, nghe không? Sao, nắm tay? Thôi, cái đó để từ từ đi. Đâu làm liền vậy được. Quà thì nhận mà nắm. Không lẽ nhận quà là phải nắm tay hả chị? Rồi thôi được rồi, đồng ý. Ra sao thì có sao mà nói vậy thôi. Có biết hát thì hát, biết nhảy thì cứ nhảy. À, tình trường của mình
có bao nhiêu mối tình thì cứ kể. Ở đây không phải là soi mói cái gì hết, nhưng mà nói ra để biết được là ừ rồi sao chia tay, rồi để biết ở đây thì ban biên tập sẽ né ra không có ghép những cái người mà như vậy cho mình ha. Rồi tiếp theo đó là mẫu hình tượng của mình là cái gì, mẫu người của mình ra sao, mô tả chi tiết càng tốt đó. Rồi thôi mời Phúc trước ha. Rồi em giới thiệu bản thân em rồi ưu điểm nhược điểm của em tình trường như thế nào giúp chị nha. Rồi mời em. Nhưng mà
Rồi ok em. Còn hát thì không biết hát bài nào hả? Phải coi hả? Dạ. Tại vì trước đây là em kiểu như là em chưa có chuẩn bị cho tâm được một cái bài hát nào hết. Chị không có cần chuẩn bị đâu. Ví dụ như em thường đánh đạt bài nào thì em ca bài đó thử coi. Em thử ca bài em ca em vừa nhìn em vừa hát thử. Ừ ok. Rồi.
Nhược điểm gì nữa? Kể nghe coi. Nhược điểm. Sao thấy tự tin về bản thân mình quá nè. Tự tin là sao? Nè, chị ghi là chỉ cao 1m6 nè, em ghi trong hồ sơ nè. Đúng rồi, tại vì hồi trước đây là em có cao với bạn, em cứ em gọi là em dũng cảm bước ra nó chịu có là nữ thì đó là em thấp rồi, mày thấp không? Đó thì đó thì em sẽ bị chặt lùn mà. Ủa vậy thì ông đi chỗ mấy cái bạn mà lùn hơn mình đi để quen, rồi chỗ mấy cái bạn cao hơn mình đi đi chơi. Thôi đừng có xạo, phải thấy nè, thấy thích con gái đẹp nè. Rồi cái chơi người ta lùn nên người ta nên hả, thích con gái cao đúng không? Không có được chị không à. Thật thà đi. Chưa có duyên thôi chị. Hay lắm. Chơi game là chơi game gì vậy? Dạ. Chị hỏi. Nói chung là em thích gái cao nhưng mà người ta... Ghê chưa? Dạ. Chơi game là game gì, em đang chơi game gì, một ngày dành bao nhiêu thời gian? Game hồi nhỏ đó chị ạ. Sở thích chơi game mà game hồi nhỏ là sao? Là hồi nhỏ là em chơi đơn game gì mới chơi đó. Rồi kể nghe hai mối tình coi, nghe gì hai mối tình nhưng rất ngắn nè. Dạ đúng rồi, là em có tìm một kẻ của bạn là ở dưới đó em thì vô tình gặp đó được. Là mối thứ nhất là của em hả? Dạ. Mối thứ mấy của em? Đó là mối thứ hai. Mối thứ nhất thì sao? Mối thứ nhất thì em kiểu như em... Quen bao lâu? Dạ em quen khoảng 2 tháng chị. Lý do vì sao chia tay? Dạ tại vì lúc đó em... Lúc đó em lên Nhật đó chị. Em thì em thấy... lúc mà trước đó thì em... Là hai bạn ở bên Nhật luôn? Không, trước đó cơ là em có quen. Sao mà em có đi Nhật? Thì bắt đầu thấy tình... Lúc đó là tình yêu xa. Không bắt đầu gặp dịch nữa, không có gặp được nhau, xong rồi dịch nữa ở xa nữa. Nên là... Chị đây luôn. Sao lại nó có kiểu như là gặp được người khác hợp hơn với mình hoặc là... Là bạn nữ gặp được người khác. Dạ, đúng rồi. Rồi bạn nữ nói gì vậy luôn hả? Còn... Dạ. Còn cái tình mối tình thứ hai của em đó là em gặp nhau thường xuyên. Thì bắt đầu là yêu nhau khoảng hơn 1 tháng. Thì bắt đầu bạn đó dẫn em về gặp ba mẹ. Thì khi ba mẹ xong đó thì ba nó khóc. Ba nó khóc có lần nữa là không muốn gả con đi á. Là bạn nó thương mẹ. Bạn đó ở đâu? Bạn đó ở gần đường Phan Long An á chị. Long An với lại ở đây thôi mà không khóc gì mà không muốn gả con đi. Còn mốt lỡ gặp cái ai mà xa cái gả con đi chắc hả? Khóc mấy ngày mấy đêm lắm. Em không biết nữa bạn. Là em có thấy ba khóc không hay sao? Dạ, đúng rồi,